Em là có ý với Thư, nhưng mà Lập là chỉ ngồi đây nhiệm vụ đôn đốc cho em với Thư. Vậy là Lập có ý gì với chị không? Ý tôi làm gì tự nhiên thôi chị hả? Em nghĩ là trên sóng là chị pha trò, là chị giống như chị bê trai đẹp, là cho vui thôi. Ai ngờ ngoài đời chị bê trai thiệt hả? Ô, chị chưa thấy nó, chị mới nói câu đó là nó quýt mặt chị rồi. Chị hỏi là em có ý mời chị ăn không? Dạ có chứ, có mới kêu vào. Bộ tụi em hay tới đây lắm sao ngồi lồng lộn đây không vậy? Thật sự là hôm nay là quá mệt rồi chị, hôm nay là tên đi xả stress, cái ba đứa gọi hội gom lại đi chui vô cái hốc này ăn. Không, cái này là cái hốc này nhỏ mà cực kỳ ngon. Dạ. Đó, ăn hấp dẫn. Là ăn gì? Ăn cái tàu hủ chị. Tàu hủ xe lam. Vậy là bưng cái tàu hủ lên chiếc xe lam rồi ăn hả? Tại vì cái tàu hủ này là trong cái quán mình có chỉ một cái chiếc xe lam. Cái quầy bar nó làm từ cái chiếc xe lam. Đây là có món nhẹ với là đồ uống luôn á. Nhai đam đường phèn. Ăn cái đã đi, uống cái này cho thanh lọc. Để làm gì? Trang trí. Sao không để xe tăng? Cái này tàu hủ xe lam nó hay lắm chị. Nghe tàu hủ xe tăng cái ai dám vô ăn chị ơi. Tàu hủ xe tăng cho đây là có duyên bảo tàng. Cho nên ta nhận không có tàu hủ. Cái gì với trẻ vậy vậy? Tàu hủ với đường đó vậy? Trời nhà chị nấu ăn hoài. Không, sai sai. Đừng nói nữa, mình kêu ra tàu lao luôn, mình ăn tàu bánh lù luôn đi. Tàu bánh lù đi. Thấy có chữ tàu bánh lù. Đây, tàu bánh lù đây, tàu bánh lù. Bây giờ bốn cái đi ha. Bây giờ mình ăn bốn cái tàu bánh lù đi chị. Ấy phải bốn cái khác nhau đi, bốn cái khác nhau đi, mình chia nhau ăn cho nó tình cảm. Thư cái kiểu ham ăn hút uống quen hay sao á. Cả bên kia làm gì em bị tủi thân á, bên đây mình làm chưa ăn nè, chưa ăn mà thấy thích quá. Quán quân nắm tay. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Nhật Chánh, hiện đang bán tàu hủ đá tại Sài Gòn. Cái này là gì cơ? Ngon lắm chị, cái này nó vừa thanh mà nó vừa ngọt. Ủa sao này có bắp miền ngon vậy ạ? Bắp ăn chung thôi. Cái nào là tỏi bí lù? Tỏi bí lù là cái này nè. Còn cái này là xôi dừa. Nó nghe nè, từ đó tới giờ chưa bao giờ ăn, có nghĩa là đậu hũ mình chỉ ăn với đường thôi, phải không Lập? Dạ đúng rồi. Em cũng già rồi, em năm nay cũng bốn mấy phải không? Em năm nay em là trẻ nhất. Chị biết em trẻ nhất cho nên chị mới dập em đó chứ. Dạ thậm chí là em còn trẻ nhất cái quán này luôn, chứ không những là 22 tuổi hả? 22 tuổi. Nó nghe nè, sao cái mặt nó già quá vậy? Đúng rồi. Ví dụ nó xấu là nó lén. Đúng rồi, nó không ra luôn. Ai? Nó già như mặt. Không, cái mặt già là tại vì mớm. Vậy hả? Mớm. Nếu em 22 tuổi thiệt hả? Em sinh năm mấy? 93. Tuổi con gì? Con gà. Là bao nhiêu tuổi em vô nghề này? Em mới vô nghề khoảng 4-5 năm. 4-5 năm, có nghĩa là 18 tuổi là em vô đi. Dạ, đúng rồi. 17-18 tuổi. Bước lên Sài Gòn là 18 tuổi, là đi thi đại học là em bắt đầu vô. Mà quê em ở đâu mà bước lên Sài Gòn? Quê ở An Giang. An Giang hả? An Giang là ở dưới quê em cũng có rất là nhiều món này ngoài chợ nè. Mình đẹp làm sao hả? Không, có Kiên Giang. Trời ơi. Chật hết trơn. Tập trung ăn đi cưng. Rồi nói nghe nè, 4-5 năm nay là lên Sài Gòn học ngành nghề gì chọn? Năm đầu tiên em thi vào trường sân khấu, nhưng mà em thi rớt. Rồi sau đó em mới chuyển qua học FPT Arena là thiết kế đồ họa. Em học 1 năm. Rồi xong rồi qua năm sau em thi lại trường sân khấu thì em đậu hệ đại học khoa đạo diễn sân khấu. Thì em học trong đó 3 năm. Hiện tại bây giờ là tập trung đi làm và tham gia Cười Xuyên Việt. Ê, nó nghe nè, nó mới có 22 tuổi à. Đúng không? Mà mặt già, vậy là nó có ăn chơi. Thành nó mới chơi nè, mà tại sao mặt nó không già? Cho em học bao nhiêu năm rồi, ra trường bao năm rồi? Em ra trường 2 năm rồi. 2 năm. Em vô nghề dễ 5 năm. Ủa vậy 5 năm đó em làm gì? Năm đó em học bên trường giao thông vận tải, tốt nghiệp xong cái nhảy qua đây thi. Tại em vừa tốt nghiệp lớp 2 đâu cũng thi như Lập cái rớt. Rớt xong cái học xong cái đã cái học 3 năm. Xong cái ra làm tào lao cái mới đăng ký thi lại mới đậu trường. Rồi mới học nữa tốt nghiệp. Còn Thư em vô trường năm nào? Dạ em vô trường năm 2009. Tại giờ em ra trường là 3 năm nào? 7-8 năm rồi chị. 7-8 năm ra trường rồi. Em là cùng khóa với ai không em? Cùng khóa với bạn Trấn Thành đó chị, cùng lớp luôn. Thế hả? Em là bạn chung Trấn Thành. Chung lớp luôn á. Ồ vậy hả? Ủa còn em tại sao biết quán này em tới ăn à? Em là tính em ăn giặt lắm. Bây giờ ăn giặt món gì ở Sài Gòn hãy hỏi Lập. Chắc vậy luôn hả?
ăn không bao giờ mập. Em ăn chỉ ăn vặt nhiều thôi, ví dụ cho mà cho em ăn cơm hay là ăn bún hay là những cái món ăn mà no đó thì em không thích ăn những món đó. Em thích ăn những món là vặt vậy nè. Và tại vì thường á em thường ban đêm, em biết cái bản của ban đêm á là xung quanh em phải rất là nhiều đồ ăn. Ăn mà không lớn nổi ha, bao nhiêu là nuôi não hết. Nuôi não hết. Một đêm em ăn 2 trái bắp luộc, 1 trái bắp nướng, 2 trứng hột vịt lộn và 3 cái trứng hột khè nướng. Và trước khi ngủ uống 1 ly sữa nữa. Em là thứ quái đản. Thôi. Đáng lý em phải qua cái thớt kim ngoại ăn mình em. Em cũng học bên ngành thiết kế và cũng thích kinh doanh nên quyết định lấy hình tượng xe lam làm cái quầy bar trong quán em và kết hợp cái tàu hủ truyền thống của người miền Nam mình. Cái này cũng hành ngon nhất là tại sao chúng em có dừa nè, rồi có cái gì đen đen cái này nè, cái này đen nè. Cái này không phải dừa. Thôi giờ mình hỏi chủ quán cho chắc ăn. Rồi muốn gặp chủ quán, có chủ quán. Đây, chào anh chủ quán. Dạ. Ôi trời ơi. Hết tồn. Tưởng lập nó rồi bế chủ quán. Ê, không, có đó mình rửa tay chào quán quan thôi. Mình thường làm ba cái, làm đúng một cái thôi. Chứ nó không tưởng. Thôi lập đó, Thành ơi. Rồi em cất đi, Thành ơi. Sao tao chủ quán đẹp trai vậy? Mà tại sao em không bán tàu hủ đường mà em lại bán tàu hủ mà trộn vậy? Thì nói chung ý tưởng của em ban đầu là vừa kết hợp một cái truyền thống khi xưa mà người già vừa ăn được mà mình đem lại cho tuổi teen rồi cũng thích ăn chung với những loại topping đó. Cái này là cái gì em? Dạ cái này là tàu hủ xôi dừa. Nó có xôi, có dừa, dừa sấy, dừa sợi, rồi mít, rồi bắp, bí đỏ. Dạ. Nó có đủ thứ. À, những ai thích ăn ngọt, thích ăn xôi đó là mình có thể dùng tàu hủ xôi dừa. Dạ còn cái này? Còn cái này thì tàu hủ thập cẩm thì nó có xương sa, xương sáo, hạt lựu, rồi thạch củ năng. Cái của chị là gọi là tàu hủ tả bí lù. Tả bí lù là cái gì? Tả bí lù là nó giống như là thập nó nhiều hơn thập cẩm. Nhiều hơn thập cẩm, nó đủ thứ loại trong đó hết. Là nó có xương sa, xương sáo, hạt lựu, hột é, rồi thạch củ năng, rồi những thạch trái cây, bánh lăng, mít, gì chị ăn chị cảm thấy đó. Rất là đặc biệt tại vì mình cứ nghĩ là tàu hủ là chỉ có tàu hủ đường. Yeah. Giống như khi mà một cái món ăn gì đó mà mình muốn trộn nhiều thứ, cái là ăn có nghiên cứu không? Lỡ nhiều cái nó quấn lộn nhau thì sao? Có nghiên cứu. Yeah. Một cái món ăn nào đó mình ăn được nó phải cân bằng cái kia một tỷ quả thổ, giống như là món phở mình đi. Ôi, nhìn lên quá. Nói nghe nè. Thì có giống như tôi mời ba tôi đi ăn vậy đó. Dạ. Thì ví dụ anh trộn vô gì nè, ví dụ cái món này với là món tàu hủ trộn vô, anh có nghiên cứu không? Giống như cái tả bí lù đi. Có nhiều thứ, có nhiều khi mình ăn mình cũng sợ. Mình ăn mình cũng đã tìm hiểu, mình làm cho nhiều người ăn. Dạ. Người nhận xét đó. Một cái quán mà để bán mà tồn tại tại cái Sài Gòn là không phải dễ dàng. Khi mà mình dụ mình pha trộn tất cả những cái này đều những cái thứ lành tính mình có thể đụng vô với nhau được. Mình có cái tàu hủ truyền thống á, của người xưa mình ăn nước đường, nước dừa không với bột lọc đó. Dạ. Đó dành cho những người mà lớn tuổi, mấy người già ta thích không thích ăn những cái bánh lăng và mít rồi này nọ. Dạ. Thì mình có thể chọn cái đó. Lúc đầu thì thời gian kinh doanh rồi bạn sự khởi đầu nan, kinh doanh quán thì nhiều người chưa biết đến nhiều nên mình cũng khó tiếp cận. Từ từ thì mình quảng bá quảng cáo nhiều và mình chú trọng đến cái chất lượng và vẻ bề ngoài của món ăn hơn nên các thực khách nhớ đến và quay lại ủng hộ mình. Thu đi diễn mà phải không? Chị lớn nhất ở đây. Ừ. Bây giờ thôi tụi em đi. Nói vậy chị hiểu đi ha. Dương ơi, cái này em chưa trả tiền cái gì chưa? Đó, đó, đó. Cái gì? Cái gì kỳ á? Cái gì vậy Lập? Sao quay qua đi lại em ăn nó đó rồi. Này ngon quá chị. Wow, đây và đây là cái món truyền thống. Lập, hai đứa mình thử. Gừng nè. Này là cục bột lọc quá chị. À, cục bột lọc, nước cốt dừa. Dạ. Yeah. Nha, thử coi nè, có tan trong miệng không nha. Cốt lõi món chính thống là món nước đường, gừng và đậu hũ thôi. Nhưng khi vào tới Sài Gòn, người miền Tây đặc biệt rất thích nước cốt dừa, cho nên đã du nhập vào người Sài Gòn. Và sau khi lên tới đây, người Sài Gòn đã bỏ nước cốt dừa vào tàu hủ luôn. Cho nên khi mà có cái nước cốt dừa vào tàu hủ thì người ta nói ư cái món này là tàu hủ Sài Gòn. Còn tàu hủ ngoài Hà Nội thì gọi là tàu phớ, thì tàu phớ lại không có nước cốt dừa. Cho nên đây cũng là một cái món mà bạn cũng đã du nhập cho chút xíu nước cốt dừa vào. Yeah. Nhưng mà quan trọng là cái tàu hủ này bạn tự nấu à. Yeah. Cảm ơn bạn đã giữ được cái truyền thống. Yeah. Khi tôi ăn vô cái miếng tàu hủ này nó rất mềm và tan trong miệng, đó là cái quan trọng nhất. Nước đường nấu cũng ngon. Lập thấy sao Lập? Giống như nãy giờ chị cũng đánh giá em á, em là em sống hơi hướng nội chút xíu. Ừ. Cho nên rằng là em vẫn thích cái món truyền thống và căn bản nhất này. Món tàu hủ là cái món mà khi mà em về quê Lạng Giang của em á là chưa bao giờ mà em bỏ qua.
bột lọc này cũng là du nhập luôn, chứ không phải đúng của nó. Có nhiều người còn bỏ bánh lọt xanh xanh á. Bỏ vô đây luôn đó. Theo như là em ăn ở nhiều nơi thì quanh nó không quá ngọt gắt. Tại vì thường cái nước đường á, người ta để nhiều nước đường, nhiều nơi mình làm không ngon được ngon á là nó sẽ bị ngọt gắt ngay cổ. Nhưng mà của anh á thì nó ngọt ngọt thanh thanh vừa phải. Chị á, cái tánh chị á, chị cũng thích ăn cái này. Chị nghĩ chị ăn vậy chị sợ chị nhà quê. Hiểu không? Chị nói trời sao mình già quá rồi tao mấy. Mừng quá em ơi, cái người ngồi kế bên em mới 22 tuổi à mà thích ăn giống vậy. Và một, chị quá trẻ, chị mới có 21 rưỡi. Hai là lập cái già hoặc là chị đúng không? Em già chị nửa tuổi. Quán anh nó cũng đi vào quỹ đạo rồi, nó cũng khá là ổn. Dự định trong tương lai thì bên anh muốn phát triển rộng hơn, giới thiệu món tàu xe lam đến nhiều người hơn. Và hy vọng trong tương lai tụi anh sẽ có được một chuỗi tàu để phục vụ nhiều hơn cho các thực khách. Là người Việt Nam mình thông minh lắm. Tại vì khi đem món gì vô làm sao cho thuận miệng của người Việt Nam. Nhất là món này là thuận với giới trẻ. Giống như là uống cái nước trà sữa đó, là hay bỏ mấy cái này cái nọ vô này nọ. Đặc biệt là thì... cái đào, cái mới em mới vừa ăn nè. Ừ, em làm vậy nè, em rất là thông minh. Chị hỏi này hơi bất lịch sự nhưng mà chị phải hỏi em. Năm em nhiêu tuổi à? Dạ, năm nay em 28. 28 tuổi, còn quá trẻ, có gia đình chưa? Dạ, có rồi. Có gia đình rồi, có cháu nào chưa? Dạ, chưa. Dạ, chưa. Hai vợ chồng đều trẻ hết, tụi em có học cái ngành thực phẩm không ạ? Không, em mời ông học ngành thực phẩm. Chung em mở quán này cũng có cơ duyên là em là bên thiết kế. Em mà cũng thích kinh doanh thì em nghĩ là một cái nét gì đó nó hoài cổ nên em chọn cái hình ảnh xe lam để đưa vô cái quán decor thành một cái quầy bar. Nó như chị thấy đó. Cái công đoạn mà khách vô kêu xong rồi mình để chuẩn bị á thì từ 2 đến 5 phút là ra món cho khách. Thời gian hoạt động của quán là từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Một lần nữa lại cảm ơn các bạn trẻ đã mời Việt Hương đi ăn. Đặc biệt Việt Hương nói là Việt Hương sẽ đãi Lập một bữa, tại vì em là quán quân của Cười Xuyên Việt và mùa đầu tiên Việt Hương chấm Lập rất là đặc biệt, là chỉ 22 tuổi mà có tài quá, và bên cạnh Việt Hương cũng là một trong những người thành công trong cái ẩm thực này về cái món tàu hũ rất là lạ đó quý vị. Đó là cái anh chàng tàu hũ xe lam này mới có 28 tuổi. Và quan trọng là anh em nghệ sĩ với nhau cho nên tôi múc của mọi người, tôi cũng ăn thử, tôi sợ hao, tôi trả tiền nó hao quá. Cho nên mua 4 cái, 4 chị em ăn chung. Nó giỡn vậy thôi chứ một tô vậy nè, chỉ có Thành nó ăn hết thôi, Thành với Lập nó ăn hết thôi, chứ hai đứa nữ thì sẽ ăn hết, cho nên chia qua chia lại rất là vui. Đặc biệt đây là món ăn của Sài Gòn và được du nhập vô một cách rất là tin. Sao Lập, ăn rồi thấy sao cưng? Đây là một trong những cái món mà sẽ liệt vào cái danh sách ăn vặt của Lập. Nó không đơn giản chỉ là món tàu hũ, nước cốt dừa và nước đường nữa, mà nó còn có rất là nhiều những cái vật hương vật liệu khác để giới trẻ có thể ăn được nhiều món hơn. Cũng không biết nói gì hơn là cũng xin chúc cho quán của anh ngày càng đông khách, và anh sẽ có thể mang những cái món ăn và những cái sự sáng tạo của mình trong cái ẩm thực mang đến cho tất cả mọi người. Nhờ, cảm ơn. Mặc dù tàu hũ xe lam là một cái món ăn vặt đường phố, tôi muốn những thực khách đến quán ăn đều được phục vụ như những quán cà phê nhà hàng sang trọng. Và trong tương lai thì muốn tàu hũ xe lam vang rộng trên khắp cả nước để mọi người biết nhiều hơn. Cảm ơn Quỳnh Lập, La Thành với Nam Thư. Mặc dù là hai bạn này đã trốn không trả tiền vì đi diễn, đã giới thiệu cho Việt Cương một cái món rất là lạ. Cảm ơn ông chủ tàu hũ xe lam đã nghĩ ra món ăn này rất là dễ thương. Cảm ơn Lập một lần nữa đã dẫn chị đi ăn để chị trẻ chung cho tuổi teen còn có 21 tuổi rưỡi thôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong chương trình Những Món Ăn Vặt Việt Nam. Xin chào và nhớ nha, lên mạng vào Pop TV kiếm coi Việt Hương hôm nay ăn tới những món gì. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Những Món Ăn Vặt Việt Nam. Chào.